Thưa quý vị, nhằm tạo điểm vui chơi giải trí mua sắm cả ngày lẫn đêm, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu du khách. Từ năm 2018, Đà Nẵng đã lập khu phố du lịch An Thượng, hay còn gọi là khu phố Tây, tại phường Mỹ An, quận Hoàng Sơn. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải tạo nâng cấp khu phố du lịch An Thượng. Theo đó, đầu năm 2022, các tuyến đường được cải tạo đó là Ngô Thị Sĩ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kê Viêm, Trần Bạch Đằng, An Thượng Hay. Các tuyến đường này sẽ được ngầm hóa hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng, hệ thống viễn thông, cải tạo và thay mới hệ thống thu gom nước mặt ngăn mùi, chỉnh trang cây xanh, vỉa hè. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ thay thế các trụ đèn chiếu sáng kết hợp sạc pin điện thoại bằng trụ đèn có hình thức thẩm mỹ, lắp đặt hệ thống camera an ninh, wifi chung sử dụng trên toàn bộ khu phố. Theo đó, dự án này giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, quận Hoàng Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Tổng đầu tư của cái giai đoạn đầu này là khoảng gần 50 tỷ đồng. Thì dự kiến là cuối tháng 12 này là sẽ triển khai cái đấu thầu và triển khai thi công là đầu năm 2022 và sẽ hoàn thành trong năm. Hiện nay thì riêng cái khu An Thượng này thì diện tích nó rất là rộng, cho nên cái giai đoạn 1 là thành phố thống nhất là đầu tư cả khoảng 60.000 m², tức là từ Lê Quang Đạo là trở ra biển thôi. Còn giai đoạn sau thì cũng sẽ bắt đầu đầu tư tiếp từ Lê Quang Đạo là về phía Tây luôn. Cũng theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Sơn, khu phố An Thượng có diện tích rộng, nên giai đoạn 1 chỉ đầu tư đoạn từ đường Lê Quang Đạo trở ra biển. Giai đoạn sau sẽ đầu tư từ đường Lê Quang Đạo ngược lên đường Châu Thị Bình Tế. Hiện tuy được mệnh danh là phố du lịch, nhưng dây điện và dây viễn thông treo trên trụ ở các tuyến đường tại khu phố như những mạng nhện gây mất mỹ quan và thiếu an toàn. Vỉa hè và cây xanh cũng chưa đảm bảo mỹ quan. Do đó, việc ngầm hóa các hệ thống điện, viễn thông và cải tạo vỉa hè sẽ đem lại diện mạo mới cho khu phố. Chỉ mong là nhà nước cố gắng làm sao thì làm khắc phục mọi cái để mà là triển khai nhanh để mà đưa vào hoạt động cho nó sớm. Hút khách, vì khách ở đây là cái khu phố này là khách Tây rất là nhiều. Anh này cũng mong là nhà nước nên cố gắng là làm cho sớm. Chị nghe nói thành phố đầu tư là sửa sang cái đô thị của khu An Thượng, đường Hoàng Kế Viêm, chị dân đây nghe cũng mừng lắm. Khu phố phục vụ du khách xuyên đêm An Thượng được định hướng không gian và hoạt động mang âm hưởng của khu phố sao bang của Linh Đình, Anh, giới hạn bởi 4 đoạn đường gồm Võ Nguyên Giáp, Hoàng Kế Viêm, Châu Thị Bình Tế và Ngô Thị Sĩ. Trước khi COVID-19 bùng phát, khu phố này khá sầm uất, có đến 141 cơ sở cung cấp dịch vụ phục vụ du lịch. Nơi đây vào mùa cao điểm, số lượng khách lưu trú trung bình 1.488 khách một ngày, còn thấp điểm là 651 khách một ngày.